còn một cái nữa mà trên thị sản á, là chúng ta sử dụng mà để mà tạt vô với bạn. Khi mà ví dụ như một cái thùng của mình á, mình chỉ cần xách cái này xuống và mình bơm nước vô thùng, bơm nước vô thùng xong rồi bắt đầu mình để cái này vô thùng, mình rút nước vôi, mình bơm xuống ao tôm luôn vẫn được nha vậy. Và cái này là rất là nhiều anh em đang làm. Đó. Ta sử dụng một cái cắt cỏ đó thì cái chức năng của nó chỉ là cắt cỏ thôi. Hôm nay thì Di sẽ đa cái chức năng đó hơn, cũng là một cái chiếc máy cắt cỏ thôi. Ví dụ như đây hôm nay thì Di đây là cái chiếc máy cắt cỏ 4 thì Di đang xài nè. Máy cỏ này lâu lắm rồi nha quý vị. Và Di cũng đang cái phân phối cái dòng máy này luôn. Cái máy này xài từ đâu năm 2014. Cái máy này là lúc trước là xịt thuốc, rồi xong rồi chuyển qua cái đuôi qua là máy cắt cỏ. Nói chung là nó rất là đa năng. Và trong cái việc mà chúng ta cắt cỏ không thì nó lãng phí quá. Và Di ngày nay Di sẽ review cho quý vị các bạn, đó là một số cái mà chúng ta đa chức năng hơn. Hôm nay thì test luôn nha, ấy xong rồi Di sẽ test luôn. Cắt cỏ thì chúng ta không nói nhiều rồi. Ở đây là cái tô hít để bơm nước, và chúng ta chỉ cần gắn vào, đặt trực tiếp vào. Cái này thì loại nhỏ nha, rẻ tiền hơn tí nhưng mà cũng rất là phải chăng nha quý vị, chỉ vài trăm ngàn thôi. Inox, chúng ta sẽ tích góp inox. Và cái nắp chụp này là tránh tôm cá gác gến đồ vô nè. Ví dụ chúng ta châm nước, khi mà ví dụ chúng ta dọn vệ sinh ao bạc hay gì đó thì cái đầu này nó cũng đầy ống 21 luôn. Chút xíu thì sẽ test cho quý vị thấy. Cái đầu này thì nó phi nó bự hơn, nó tầm khoảng phi 30, và nó cũng có nắp chụp luôn. Cái dòng này chúng ta chỉ cần đặt xuống nước thôi, không cần lấp bê gì cả. Đây là bơm sên nha quý vị, bơm ly tâm và đẩy rất là mạnh nha. Chút xíu thì Di sẽ test cho quý vị luôn. Và cái đầu này thì bằng gang thì không có xét. Và trong đây thì khi mà chúng ta gỡ cái này ra và chúng ta lắp thọt cái cốt máy cỏ vào thì cái bàn chải chà bạc, thì cái đây là cái bàn chải mà gắn vào nó, thì Di cũng đã test và đã review cho quý vị nhiều rồi. Thì ngày hôm nay thì Di không có review cái này, nhưng mà giới thiệu sơ nét qua cái chức năng của cái máy cắt cỏ nha quý vị. Rất là nhiều chức năng nha, còn nhiều lắm, còn xới đất đồi nọ thì rất là nhiều nữa. Nhưng mà Di đây là dụng cụ mà mình để dùng thủy sản á, mình xài nhiều thì Di review và chia sẻ cho bà con. Cái đầu này thì nó cao giá hơn tí, cái đầu này tầm khoảng 200-300 ngàn, gửi hàng cho tận nhà cho quý vị luôn. Cái đầu này thì nó cao giá hơn tí và nó bền hơn, và cái sức nước nó ra nhiều hơn nha. Chút xíu Di sẽ test cho quý vị thấy luôn. Bơm lớn này á thì sẽ có đầy đủ phụ kiện đi cho quý vị luôn nha. Để phụ kiện chúng ta sẽ bao gồm có là lục giác nè, mở ra cho quý vị thấy nè. Cái này là cái bộ bơm có nhỏ, có dòng nhỏ, và đây là dòng lớn nè. Dòng lớn chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm theo, đó là chìa khóa nè, lục giác mở cái tâm này ra nè quý vị, và hai là ốc lục giác nè. Đây có đầy đủ phụ kiện cho quý vị nha. Và ví dụ như chúng ta xài cái phi nhỏ hơn thì chúng ta đưa cái ống phi nhỏ hơn. Đầu tiên thì mình sẽ diệt máy, hồi nãy thì mình có đầy 3 máy nhẹ rồi. Đây nha. Này để máy ganti vậy như vậy, nó không lên mạnh lắm nha. Vô, bây giờ. Đây. Ồ. Thấy không? Cái chai đúng không? Đó. Đây nè, đây cho vị thấy không, cái máy này thì mình đang dùng đó là máy 4 thì này không phải là công suất lớn, bởi vì tầm cỡ ly 4, cái tầm cỡ 40 ly là đây được rồi, thấy mạnh không? Cái này là ganti nè, nó không ra đúng không, mà chỉ cần nhích nhẹ ra thôi, không có cần hết ra nha. Đó, cỡ này là chạy được nè. Cỡ này là cỡ cái bơm chìm của một người rồi đó, được không? Đó nó ra đây, cả bơm chìm cả người gửi đó, cả cái motor cả người gửi đó, đó, nào khi bạn đó là đó, cứ ra luôn, đó,
cái này là mình dùng rất là nhiều việc luôn nha các bạn. Mình có thể là dùng để tưới gãy nè, rồi rửa ao bạc, hoặc là nói chung là trên cái việc còn một cái nữa mà mình trên thủy sản là chúng ta sử dụng mà để mà tạt vô với bạn. Khi mà ví dụ như một cái thùng của mình á, mình chỉ cần xách cái này xuống và mình bơm nước vô thùng, bơm nước vô thùng xong rồi bắt đầu mình để cái này vô thùng, mình rút nước vôi, mình bơm xuống ao tôm luôn vẫn được nha vậy. Và cái này là rất là nhiều anh em đang làm à, thế à. Đó. 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 Đó.